đời cách tôi lắm lúc thăng trầm môi tôi chỉ ước mong sao để mau được giàu lên nhờ người mai mối để gước em về môi tôi nằm cạnh bên em để kêu em giờ ơi bởi quá thương em nửa năm ráng sang năm mừng ăn lên anh hút em về làm dâu chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng trong đời anh hứa sẽ không hài lòng kết thông gia hai nhà ta từng vinh qua gặp nhau bằng lòng anh sáng anh mang bắn theo cạo châu mãi mãi không đổi thay từng này nguyện trao em đắm say cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc nếu như một ngày em buồn anh sẽ làm cả bầu trời để cho em thấy không chơi chơi cù mừng uống cho sang thiệt sang họ hẹn chúc cho ta gần gan lòng mừng gì có em bên đời anh cùng nhau mình sánh bát mai đâu xanh hẹn lòng nguyện ước trăm năm thành đôi giờ mình cùng tính đi ôi dồi ôi dồ rồi bởi quá thương em nửa năm ráng sang năm mừng ăn lên anh hút em về làm dâu chút yêu thương thêm chút mê say làm lòng em chắc chắn sẽ là ngỡ thương ơi chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng đời anh hứa sẽ không hài lòng kết thông gia hai nhà ta từng vinh qua gặp nhau bằng lòng anh sáng anh mang bắn theo cạo châu mãi mãi không đổi thay từng này nguyện trao em đắm say cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc nếu như một ngày em buồn anh sẽ làm cả bầu trời để cho em thấy không chơi dời thương anh mấy núi em cũng treo mấy sông em cũng lội mấy chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng trong đời anh hứa sẽ không hài lòng kết thông gia hai nhà ta từng vinh qua gặp nhau bằng lòng anh sáng anh mang bắn theo cạo châu mãi mãi không đổi thay từng này nguyện trao em đắm say cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc nếu như một ngày em buồn anh sẽ làm cả bầu trời để cho em thấy không chơi chơi khen chê em thích là nhất ư cái làm luôn ơi đêm nay tân ngô mẹ mày.
anh cưới em về là hết năm nay anh hốt em liền. Nhà đàn châu đã đôi mấy năm mà bán đi luôn để gửi em về sắp cho em chàng trai nhớ tôi. Nếu là thích nhau rồi một câu tới luôn thôi nè, hai ta sẽ càng nhiều năm say. Nhà hai bên hai bên thì bán mặt tình tình, ôi con dâu nhà hai chân qua rồi sao. Bánh mì, đừng lo gì.
trai thì đang đánh 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 mình. Thì lo gì? Em nói là em thấy thương vì cái tình anh hiền. Biết tim anh trong vắng nên em muốn khiến anh tình. Dễ mất chim sâm thành chính với toàn tính làm ăn. Đồ sợ anh là con nhà lính, tính nhà văn cho anh có nhiều người mến em nhưng em chưa từng mến họ. Ngày cũ em toàn là mấy con bà chủ này ông sếp nọ. Mẹ anh thì cũng là sếp nhưng mà là sếp bánh mì. Để bán hàng mỗi buổi sáng sau cái quay bên bếp nhỏ. Nhưng bên anh con tim em mới kêu vang lòng mực. Khi ta trao những ánh mắt đồng hồ viên than hồng rực. Em hay tin những nhịp đập nó chẳng cần phải lừa ai để tình vô tư như một trò đùa và ta là bọn thích đùa dai. Nhưng muốn một cuộc tình dài nhưng mẹ anh để thân niên. Bánh mì đầy nhân thịt thì đôi ta đầy nhân duyên. Chẳng có hai chân vào chỉ cần đôi mình tan nát. Từ nay không phải khóc việc của em khác thì anh khác đâu. Nếu như anh có 10 anh sẽ cho em 10. Cái gì mà anh có thì em chỉ được lấy. Dù là anh chẳng có được cả tỷ trong người nhưng với em anh chính là cái người trong cả tỷ ấy. Người đàn ông của em đôi khi không trầm chất nhưng sẽ luôn là người em có để trông vào. Người yêu anh những cách mẹ bán bánh anh chẳng muốn nghỉ một hôm nào. Hãy để con trai và bán bánh 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 mì. Lo cho em đừng lo gì ngoài lo về để con trai bán bánh 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 mì. Lo cho em đừng lo gì lo về. Anh mở những bánh mì mẹ chẳng giữ cửa. Mẹ làm ra thằng con trai khéo như mẹ làm ba tê. Vì anh cũng đầy gan dạ là phết dễ làm mẹ ta mê. Anh không nấu một nồi nấu ước dù sao mà chẳng sờ lòng. Con trai nhà bán đang ăn ai lại ngã đất sôi lửa bỏng. Mẹ dành thu phí chỉ xin lưng phải hơn chứ không được ngang họ. Mình đâu phải biết đồ hâm để hết thằng này là can nọ. Em sẽ không thể tìm được từ mồm anh hát chỉ chán ngán. Khi mẹ anh 20 năm một việc đâu bao giờ phàn nàn. Em sẽ không thể tìm trên anh chắc sức dạng người và choáng váng. Trước khi anh mua được cho mẹ một bánh mì to xa lạ. Nhưng anh lo cho mẹ nhiều không phải không lo. Em chỉ là anh là con trai mẹ trước khi là người đàn ông cho em. Đủ điều đó em không ngại thì gọi anh là hồ gươm vì đến với anh. Em không cần tìm kiếm ở đâu hãy đủ luôn. Em chưa gặp real love thì để dù cho em thấy. Vậy cho em lũ anh là bu cho em lấy. Anh không cần thì thôi đã từng anh thương suốt đời. Còn lời như thuốc độc nên anh sẽ chết. Hãy để con trai bà bác bánh 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 mì. Lo cho em thì lo gì. Ngoài lo về để con trai bà bác bánh 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 mì. Lo cho em thì lo gì. Lo về em thấy được không nhờ. Nhạc bằng bông rộn ràng mừng
chân chất. Đừng nhà anh cứ đi bằng răng mắt anh khóc sao. Trưởng đang thân nhất lũ nhóc mang bên giống qua đây anh cần tức làm vô miền Tây không có như không phải dễ. Chỉ cần gật đầu anh luôn cho phải lễ bao con lối sớm hôm em tai kế một đời yên ngắm khi có được chạy sai quê. Vậy nào người ơi ga ngay dậy đi để ăn cái gì cho nó. Rồi mình lần xe qua tới cửa mẹ cha một bài ca hay bên nhà các tham gia mời em đi về quê anh treo xuống ba la mà xa đã ngoài hồng ca không tình ca được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn em bình muốn em là má của con anh mà sao đây muốn em là con của tía má anh lâu dài nhất bài thiên địa vì bãi cao đường phụ thể giao bãi đêm nay ta sai ta bãi tăng hai qua ngàn vạn ngàn dân kính mến. Có lẽ rằng về lý do quý vị hiện diện tại đây thì Minh Nguyễn cũng không phải nói nhiều nữa được không ạ? Và hiện diện trước mắt quý vị đứng tại vị trí trung tâm của sân khấu, hai nhân vật chính dạng người với những ánh mắt thật hạnh phúc, đó là Phương Thúy và Hồng Quân. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị đứng kế bên cô dâu xinh đẹp Phương Thúy, vị trưởng đoàn phái đoàn gia đình nhà gái, và đồng kế bên chú rể khôi ngô tuấn tú Hồng Quân, sự hiện diện của vị trưởng đoàn gia đình nhà trai. Chúng tôi mời hai nhân vật chính cùng với hai vị trưởng đoàn, trước khi làm nghi thức trao lễ và nhận lễ, chúng ta sẽ cùng cúi chào ra mắt tới tất cả quý vị khách quý. Xin mời quý vị thân mến. Có lẽ rằng đại lễ ăn hỏi chính là một nghi thức quan trọng không thể thiếu được trong hôn nhân truyền thống của dân tộc Việt Nam, gắn kết hai trái tim yêu của Phương Thúy và Hồng Quân. Qua một thời gian dài quen biết, yêu thương và tìm hiểu nhau, họ đã đi tới một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời, bước tới cánh cửa của hôn nhân và xây dựng điều thiêng liêng nhất, chúng tôi gọi đó là gia đình. Để ngày hôm nay chúng ta có những lý do đặc biệt và tuyệt vời nhất hiện diện tại đây để cùng long trọng tổ chức đại lễ ăn hỏi cho Phương Thúy và Hồng Quân và những chắp lễ vật từ phía đại gia đình nhà trai. Quý vị thân mến cũng chia sẻ với tất cả quý vị, đó chính là những tình cảm thật tuyệt vời chúng tôi đã gửi gắm vào đó, đã đi chọn từng quả cau, từng lá trầu và hoa quả đúng mùa, rượu, bánh, phu thê, bánh cốm. Đó là những tình cảm gắn kết gia đình nhà trai dành tặng cho gia đình nhà gái để chúng ta sẽ cùng xây dựng hạnh phúc chung cho Phương Thúy và Hồng Quân. Và cũng thay cho lời cảm ơn từ phía gia đình nhà trai tới gia đình nhà gái đã sinh cho gia đình nhà trai một nàng dâu hiền thảo, nết na. Và có lẽ không để quý vị phải chờ đợi lâu thêm một phút giây nào nữa, với những lời phát biểu vàng ngọc và những lời chia sẻ tiếp theo, chúng tôi rất mong muốn sẽ nhận được những lời trao lễ từ phía gia đình nhà trai. Xin được trân trọng, kính mời. Kính chưa, các mò, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể anh em, bạn bè, thân quý khách gần xa. Hôm nay là ngày đại lễ của hai gia đình họ nhà trai chúng tôi dẫn lễ đến họ nhà gái. Lời đầu tiên tôi không biết nói gì hơn, tôi xin chúc sức khỏe tất cả các mọ, các ông, các bà cùng cô dì, chú bác cùng anh em, bạn bè, tân quý khách của họ nhà gái có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý. Lời đầu tiên, tôi thay mặt cho gia đình họ nhà trai dẫn lễ đến họ nhà gái, tôi thật trân trọng, xin cảm ơn sự đón tiếp lòng nhiệt của họ nhà gái đối với đoàn họ nhà trai dẫn lễ chúng tôi. Thành phần dẫn lễ hôm nay của đoàn họ nhà trai chúng tôi gồm có các ông, các bà bên nội, bên ngoại, anh em, bạn bè, hàng xóm,
thân thiết gần xa cùng với gia đình họ nhà ông Mai V, nhà ông bà Mai V, dẫn đến họ nhà gái. Được sự nhất trí của hai gia đình, lễ của chúng tôi họ nhà trai hôm nay có những lễ chính như sau, có gồm có 3 lễ chính: lễ lội, lễ ngoại và lễ gia tiên, và các sính lễ kèm theo để các họ gia đình họ nhà gái mời bà con dân làng Cây Dầu xới nước để mừng hạnh phúc cho hai cháu. Sau đây tôi thay mặt cho gia đình họ nhà trai xin trao lễ cho họ nhà gái và mời ông trưởng đoàn của họ nhà gái nhận lễ của họ nhà trai chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Quý vị thân mến, vừa rồi là những lời giới thiệu cũng như là những lời chia sẻ, những lời phát biểu trao lễ từ phía gia đình nhà trai. Quý vị thân mến, và để đáp từ, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu một vị trưởng đoàn gia đình nhà gái sẽ có những lời chia sẻ và đặc biệt là lời nhận lễ xin được trân trọng. Kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể các ngọ, các ông, các bà, bên bề lội ngoại, bốn họ hai bên. Vừa rồi ông trưởng đoàn họ nhà trai có cùng đoàn có nghi lễ đem đến họ nhà gái. Thay mặt cho họ nhà gái, tôi xin nhận và thay mặt ông bà Mạnh Nga cũng xin chân thành cảm ơn đến tất thể toàn thể các ngọ, các ông bà, cô dì chú bác, bốn họ hai bên đã đến dự buổi đại lễ của gia đình và xin chân thành cảm ơn và tôi xin nhận lễ. Vâng ạ, trước khi trao và nhận lễ thì hai vị trưởng đoàn chúng ta sẽ cùng dành tặng cho nhau một chiếc bắt tay thật thân mật, thể hiện tình gắn kết thông gia hai nhà như một. Một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị cùng chúc cho tình thông gia trong năm còn nguyên vẹn, tình nghĩa ngàn năm thông gia mãi vững bền. Trân trọng cảm ơn hai vị trưởng đoàn với vai trò rất đặc biệt và tuyệt vời, xe duyên nhịp cầu nối kết tình thông gia giữa gia đình nhà trai, gia đình nhà gái để chúng tôi có được những nàng dâu hiền và rể thảo. Và ngay sau đây thì tôi một lần nữa xin được nhường lời cho vị trưởng đoàn gia đình nhà trai. Xin mời anh dâu lên để giao lễ cho họ nhà gái. Xin mời ông Thắng Dũng lên nhận lễ để đem vào đi lễ để kính bậc tiên tổ và đem lễ đến họ nhà gái, họ bên ngoài. Vâng ạ, và đại diện phía đại gia đình hai bên cũng đã có những thành phần trao lễ và nhận lễ. Và xin được thay lời cho gia đình nhà trai, gia đình nhà gái xin được trân trọng cảm ơn hai vị trưởng đoàn. Kính chúc cho hai bác sức khỏe, gia đình an khang và hạnh phúc. Được hai cháu trăm năm hạnh phúc lối dậy giấy tơ hồng để ăn ở trọn đời trọn kiếp. Ngày hôm nay là chính thức đại lễ, xin phù hộ cho hai cháu được toại nguyện như ý muốn và cầu cho tất cả trong gia đình mạnh khỏe bình yên tháng ngày. Để trên kính dưới nhường, trên yêu dưới mến, toàn gia hạnh phúc có đi có về, công việc trăm năm của các cháu được thành công tốt đẹp. Con xin cảm ơn Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đếm bao ngày xuân đi qua, xin kết gia đình mẹ cha. Đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha. Đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm, tôi bối ngày ngày 25. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Đêm năm mơ ngày làm thơ, thương rồi nhớ mà có sao lòng thần thờ. Yêu là cưới trên dưới hai nhà làm xuôi, mùa về trời lạnh chín tháng mười
dâu. Đến mau ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha, tôi bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm dâu. Kéo theo đang cháy mừng mừng, vui bối ngày ngày hài lòng. Đèn người anh ơi, anh đón em về cách tầm trăm năm. Không khí tăng hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bể bên à. Nhậu sáng đêm rượu năm lít bia năm chục lon, động phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xui, thêm thằng tu hay cô công chúa lại càng vui. Lo mong ăn không là tiêu, anh em chỉ có mình ngủ chơi bơi vui còn vợ yêu. Đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha, tôi bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm dâu. Kéo theo đang cháy mừng mâm, vui bối ngày ngày hài lòng. Này người anh tới, anh đón em về cách tầm trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ mong yêu lại từ nhiều lâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi găng lòng mày găng đông. Em ơi em đừng lo, kề bên em luôn luôn có anh. Thêm một câu khiến yêu là cười. Đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình.
làm ngay không biết em là còn cô sáu chú tám ở nhà sinh trong gia đình nhà cửa nhung ngắm đó là phần nghèo như ánh sáng da mồng mà đều bông theo chỉ có trong lòng tháng nhớ năm chờ tình ta hoa trong nhà thờ. Này cô em gái có anh nhớ anh không con ông ba hồng đứa trai giờ em đã lớn đến tối nay chồng biết tao anh đẹp mơ mộng một là em cưới anh còn không anh sẽ canh nhà nhà trai gương dâu anh sẽ câu dẫn làm em sai tứa đưa làm em ngu thấy chưa để đàn trai tôi gương dâu thương ấm cả làm ngay cũng biết em là còn cô sáu chú tám ở nhà sinh trong gia đình nhà cửa nhung gấm đó là phần nghèo như ánh sáng da mồng mà đều bông theo chỉ có trong đồng tháng nhớ năm chờ tình ta hoa trong nhà thờ.
xin được vui mừng chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị đang có mặt tại khán phòng tiệc cưới của gia đình chúng tôi để cùng dành lời chúc phúc tốt đẹp nhất tới chú rể Hồng Quân và cô dâu Phương Thúy. Và ngay lúc này xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng nhanh chân di chuyển và hiện diện tới khán phòng tiệc cưới của gia đình, đến bên những bàn tiệc để cùng xơi trà, xơi nước, cùng thưởng thức chương trình ca nhạc đặc biệt trước khi chúng ta sẽ nâng ly mừng hạnh phúc trăm năm chú rể Hồng Quân và cô dâu Phương Thúy. Oh.
gái biển sông hương em trai biển cứu long hai ta ước thế xây thắm tình duyên ơi hai ta ước thế xây thắm tình duyên ơi hai ta ước thế xây thắm tình duyên ơi xin chào toàn thể hội trường nhé. Hôm nay là ngày vui hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Đức Lợi là bạn của cô dâu và cũng là hàng xóm của vợ chồng Mai Vê. Đức Lợi xin chúc hai cháu trăm năm tình viên mãn và đầu nghĩa phu thê. Xin chúc toàn thể hội hôn một buổi dự tiệc cưới thật vui, thật hạnh phúc. Cảm ơn rất nhiều. Khi anh nói yêu em, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em, mây sáng sáng bay chỉ còn anh trong mơ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yêu mềm. Và khi chúng ta xa nhau, gặt nhiều mùa vàng Việt Phương em vui thắng giặc. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, bên dãy siêu nhiều kỷ niệm, cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi đang chờ. Mong hội hôn thông cảm nhé, có gì xin lượng thứ. Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi em nắm tay anh, mây sáng sáng bay chỉ còn anh chắc mơ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào là con tim ta yêu mềm. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, bên kia chiến tranh xây hiệu công trình. Dòng họ thiết tha, tình yêu đất nước tràn hòa.
sâm nắng gió vế đỏ rồi anh thương nhiều hơn nữa bởi quê em thắm đượm tình quê em có về xứ nghệ với anh không đất biển chung mưa dầm nắng gió về đó rồi bắt muôn từ đông xuống để ai xa
lối bước qua sàn rồi người ơi. Em nhìn anh cười tươi trong đây, mắt anh dịu dàng. Anh nhìn em một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Trời hoa bướm lung linh tỏa sáng, muốn nói thế nhưng cần chỉ phải nói, hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên lại, quá điên dài ôi chiếc hôn đồng vừa hơi thở. Nỗi nhớ bạc hồ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể anh em, bạn bè, tân khách quý của gia đình. Hôm nay là ngày lễ thành hôn của hai cháu. Tôi được ủy quyền của vợ chồng nhà ông bà Vê Mai. Lời đầu tiên, thay mặt gia đình xin kính chúc toàn thể hội hôn, các mọ, các ông, các bà có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý. Hôm nay là ngày đại lễ, ngày lễ thành hôn của hai cháu. Gia đình nhà ông bà Vê Mai có tổ chức bữa cơm thân mật, đã đến giờ khai tiệc. Xin kính mời các mọ, công, các bà nâng ly rượu hồng để chúc phúc cho hai cháu và mừng cho gia đình nhà ông bà Vê Mai. Và tôi cũng xin thông báo là chiều nay 13 giờ 30 phút là mình xuất phát đến nhà gái. Vậy là kính mong tất cả các mọ, các ông, các bà cùng anh em, bạn bè, nam thanh nữ tú đến giờ chiều nay là đến dự lễ thành hôn của hai cháu. Tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các mọ, các ông, các bà đã bớt chút thời gian để về dự buổi lễ hôm nay. Thay mặt gia đình nhà ông bà Vê Mai là xin rất cảm ơn và thật chân tình cảm ơn các mọ, các ông, các bà đã bớt chút thời gian về dự buổi lễ hôm nay. Tôi xin cảm ơn. Con tàu
biển trời bao la đẹp như gấm hoa, nước mây muôn màu những con tàu ra bắc vào nam, biển trời quê ta rộn vang tiếng ca, bắc là một nhà vui một nhà vang tiếng. Thank you.
ngọt ngào. Đã từng khó xuyên qua đêm tình mộng gối đã lất đơm, chợt anh như hay qua ngập tràn ấm áp nắng sớm. Dù hai ta ra đi và dù hai ta ra đi, vẫn còn đầy mong ra ngày ấy một điều xa xưa ta thề nguyện qua rồi. Quá đáng.
lạc vào chốn yên bình nắng vương vai, lạc vào những giấc mơ khờ dại. Giờ em chẳng còn sợ bóng đêm dài, vì anh sẽ bên cạnh mãi mãi. Tình ta sẽ là đẹp nhất trên đời, cùng nhau đón ban mai ngày mới. Lạc vào ánh mắt người lúc em cười, là anh muốn trọn đời làm em vui. Sáng để cho tình dậy anh lại thấy nhớ em, đâu rằng giờ này em có lỡ quên giờ chẳng gặp mặt sẽ trở nên lạnh lẽo hơn. Tới đây mà đã lâu mà chẳng ai dám nói thành câu mình thương nhau cũng đã lâu, chẳng thể sống nếu thiếu đi nhau. Vậy em ơi cứ nói ra để tình ta sẽ nở thành hoa, rồi anh sẽ đưa em đến nơi mà chỉ có ta và đời cả này. Là vào chốn yên bình nắng vương vai, là vào những giấc mơ khờ dại. Giờ em chẳng còn sợ bóng đêm dài, vì anh sẽ bên cạnh mãi. Như rắc rối muộn phiền sẽ quên sạch. Em luôn tươi tắn như là dạ quỳ, không ai đứng nhất vì em đã nhì. Dẫu cho mai này hay ta dạ đi, tình anh vẫn đầy mình chăm nhau cũng đã lâu mà chẳng ai dám nói thành câu mình thương nhau cũng đã lâu, chẳng thể sống nếu thiếu đi nhau. Vậy em ơi cứ nói ra để tình ta sẽ nở thành hoa, rồi anh sẽ đưa em đến nơi mà chỉ có ta và lời ca này. Viết bài tình ca, viết viết về tình ta, anh sẽ viết viết bài tình ca, viết ta anh sẽ viết về buổi sáng tính mơ em dậy sớm nhưng vẫn rất xinh cờ, làm bữa sáng cho những đứa con mình ngày hạnh phúc vui đến ngẩn ngơ. Và anh sẽ hát tu 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 tu, anh sẽ hát tu 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 tu, và anh hát tu 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 tu, anh sẽ hát tu 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 tu. Là vào chốn yên bình nắng vương vai, là vào những giấc mơ khờ dại. Giờ em chẳng còn sợ bóng đêm dài, vì anh sẽ bên cạnh mãi mãi. Tình ta sẽ là đẹp nhất trên đời, cùng nhau đón ban mai ngày mới. Lạc vào ánh mắt người lúc em cười, là anh muốn trọn đời làm em vui.
nào thì mày mới bước đâu mới 30 còn tụi ăn tụi chơi mà đâu dám tính tới chuyện gia đình mà xui ghê anh lại dính với em tính ra viên khoai đưa hỏi hàng theo anh lên xe cùng nhau mình đi ra mắt với họ hàng tích tịch tình tan không khí hôm nay đồn đèn then dắt con dâu về nên sớm chơi sớm dưới ai nấy cũng vui mừng còn cha anh cũng đã nói với anh tụi mày cưới nhau đi môi trước cái đế tao ra viên tâm theo đầu cao rất con dâu ngoan về nhà mời đã xong quyết định làm đám cưới thôi họ hàng hai bên chấp nhận thì mình tới luôn lòng thì nôn nao đón chờ ngày qua rước dâu không vì một mai chúng mình sẽ là của nhau 1 2 3 vô khui bia đi bạn ơi lớn bia đi bạn ơi cứ nhấp môi nãy giờ ngồi yên ở đây cho tao nhìn thấy tao lo cho tụi bay trời hết đêm nay rồi về hôm nay ngồi đây hứa với cha mẹ xây dựng mai ấm con cháu xưng đến tương lai thân ngày hôm nay con xin em lại 1 2 3 vô khui bia đi bạn ơi lớn bia đi bạn ơi cứ nhấp môi nãy giờ ngồi ngờ đây cho tao nhìn thấy tao lo cho tụi bay trời hết đêm nay rồi
cho anh thêm bao mơ màng. Vợ đem yêu thương phải chứ, đã lỡ vân vương mình ngàn. Bồi hồi nhịp đập từng giây trong anh này, suy tư ngất ngây đêm ngày. Và anh luôn tin mình sẽ chẳng yêu nữa, nào ngờ đây đưa lại ngồi say sưa nụ cười em. Đến về nằm bối rối, ngại ngùng không thôi. Lỡ mai gặp nhau phải làm sao, anh chẳng biết được đâu. Phiêu nơi trời xanh muốn nói rồi tung lên rồi, vì trong đầu anh cứ thế nhớ mong thôi. Nụ cười dịu em ngày em bước tới, tứ cách thôi biết anh không nói ra. Nụ cười em giờ là nắng cho anh thêm mơ mơ màng. Vỗ đem yêu thương phải chứ, đã lỡ vân vương ngành ngàn. Từng ngày chỉ đợi chờ em thôi, trở về bên tôi, chơi với anh nằm mơ sớm tối. Nụ cười em giờ là nắng cho anh thêm mơ mơ màng. Đã lỡ vân vương mình ngạc, bồi hồi nhịp đập từng giây trong anh này, suy tư ngất ngây đêm ngày. Chào đón sự hiện diện đông đủ của tất cả các mọ, của các bạn, các vị khách quý. Cùng với tất cả quý vị, chúng ta đang có mặt trong một không gian cưới thật tuyệt vời của gia đình họ nhà gái để cùng tham dự lễ vu quy chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu xinh đẹp Phương Thúy sinh duyên cùng với chú rể Hồng Quân. Và có lẽ rằng những lời nói đầu tiên thì cho phép Minh Hải xin được thay lời cho gia đình cùng với cô dâu chú rể gửi tới tất cả các mọ, của các bà, các vị khách quý lời kính chúc sức khỏe với lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Và cũng xin được kính thưa tới các mọ, có các bà, thưa quý vị, khách quý của hai bên gia đình thân mến. Đám cưới là một ngày trọng đại, là một sự kiện đặc biệt mà tất cả các cặp đôi yêu nhau, họ đều mong muốn mình sẽ trở thành chủ nhân của ngày đó. Và cho đến ngày hôm nay, chúng tôi sẽ không nói quá nhiều về lý do tại sao quý vị lại có mặt tại đây. Bởi lẽ, cho đến giờ phút này, khi hai bên gia đình cùng với cô dâu và chú rể đã điền đầy đủ tất cả những thông tin quan trọng lên tấm thiệp hồng và trao tận tay tới quý vị để loan báo tin vui mừng hạnh phúc, thì sự hiện diện yêu mến và đông đủ của quý vị khách quý đã có mặt tại đây để dành tặng những lời chúc tốt đẹp nhất cho cô dâu Phương Thúy, chú rể Hồng Quân. Sự hiện diện của quý vị là niềm vui, niềm vinh dự và niềm tự hào rất lớn cho đại gia đình chúng tôi. Và ngay lúc này xin được trân trọng kính mời các mọ, công các bà, các vị quan khách sẽ cùng tiếp tục xơi nước, xơi trà và giúp chúng tôi vang lên một tràng vỗ tay thật lớn đi cùng chào đón lên sân khấu sự hiện diện dạng người của chú rể Hồng Quân. Xin mời. Và chúng ta sẽ cùng chào đón chú rể Hồng Quân bằng một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị thân mến, và trên sân khấu của chúng ta lúc này đó chính là sự hiện diện của chú rể Hồng Quân. Xin phép được ra mắt và cúi chào cảm ơn tới tất cả quý vị. Quý vị ơi, chú rể có xứng đáng được nhận một tràng vỗ tay lớn hơn nữa không ạ? Yes.
và vũ quý vị. Thưa các mọ, con các bà, thưa quý vị khách quý của gia đình thân mến, theo đúng những phong tục tập quán của địa phương thì để mở đầu cho buổi lễ vu quy hôm nay, ngay lúc này ban tổ chức sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời tiến về cùng sân khấu. Đó chính là hai ông trưởng đoàn sẽ đại diện cho nhà trai và đại diện cho nhà gái sẽ có những ý kiến phát biểu xin dâu và nhận rể kết tình thông gia. Và chúng ta sẽ cùng chào đón hai ông trưởng đoàn tiến về khu vực sân khấu bằng một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt của tất cả chúng ta. Xin mời. Và để mở đầu cho buổi lễ vu quy hôm nay, ngay lúc này ban tổ chức sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho gia đình họ nhà trai sẽ có những ý kiến phát biểu xin dâu. Xin mời. Vâng, lời đầu tiên thay mặt cho đoàn nhà trai, cho tôi gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể quan viên hai họ. Kính thưa các mọ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, cậu mợ và quý quan khách gần xa, thưa các bạn thanh niên nam nữ, kính thưa toàn thể quan viên hai họ. Hôm nay là ngày vui nhất của hai cháu, là ngày trăm năm hạnh phúc của hai cháu, cháu Hồng Quân và cháu Phương Thúy. Hai cháu lớn lên và đã trưởng thành. Qua một thời gian tìm hiểu, hai cháu đã đi vào thống nhất, tâm đồng ý hợp và được sự nhất trí của hai bên gia đình, cũng như được sự cho phép của chính quyền địa phương và được sự thống nhất của quan viên hai họ. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình, hai dòng họ long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu. Buổi chiều ngày hôm nay, tôi đại diện cùng phái đoàn nhà trai đi đón cháu, gồm có các mọ, các ông, các bà bên nội, bên ngoại và chỗ bạn bè thân hữu và chỗ hàng xóm láng giềng. Theo phong tục của địa phương, nhà trai chúng tôi có cơi dầu trăm để kính mời các mọ, các ông, các bà xơi miếng chầu trăm để mừng ngày hạnh phúc của hai cháu. Vâng, xin mời mọ đại diện họ nhà gái mà giúp đỡ đoàn nhà trai chúng tôi. Và tôi cũng thay mặt cho đoàn nhà trai xin phép các mọ họ nhà gái cho hai cháu vào trong nhà để hai cháu nằm lễ, để hai cháu kính gia tiên, để gia tiên chứng minh cho hai cháu. Một lần nữa, tôi không biết nói gì hơn, tôi xin thay mặt cho đoàn nhà trai xin cảm ơn các mọ họ nhà gái đã tiếp đón chúng tôi thật là long trọng, lồng hậu, thắm tình, thắm nghĩa của đoàn nhà gái đối với đoàn nhà trai chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã đến với những ý kiến phát biểu xin dâu và trao cây dầu trăm của một vị đại diện cho gia đình họ nhà trai. Và để đáp lại những tình cảm thân thương đó tới từ phía gia đình nhà trai, ngay sau đây, ban tổ chức sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho tộc nhà gái sẽ có những ý kiến phát biểu. Trước là để cảm tạ tới các mọ, con các bà và sau đó là chính thức nhận cây dầu trăm của gia đình họ nhà trai. Xin được trân trọng, kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể các mọ, các ông, các bà, bốn họ hai bên. Qua sự giới thiệu của một vị trưởng đoàn của họ nhà trai, có dẫn tất cả các mọ, các ông bà, cô dì, chú bác họ nhà trai đến tại căn phòng cưới của họ nhà gái xin cháu Thúy về làm dâu con trong gia đình nhà ông Vê Mai. Thay mặt cho gia đình họ nhà gái, tôi cũng xin giới thiệu trong tất cả các mọ, các ông, bà, cô dì, chú bác của nội ngoại của họ nhà gái đón tiếp và nhất trí trao cháu Thu về làm vợ của cháu Quân và dâu con ông bà Vê Mai và con cháu của các mọ. Tôi xin nhất trí. Thưa quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã đến với những ý kiến phát biểu xin dâu và nhận rể kết tình thông gia của hai ông trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình. Thưa quý vị, nhà trai nhà gái đông xa, chúc cho hai họ giao hòa tình thân. Nhà trai nhà gái cũng rất gần để chúc cho hai họ tình thân đậm đà. Và để thắt chặt mối tình thông gia thì ngay sau đây xin được trân trọng kính mời hai ông trưởng đoàn sẽ cùng tiến lên trước một bước để chính thức trao và nhận cây dầu trăm của gia đình họ nhà trai. Và xin quý vị, chúng ta sẽ cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc. Xin mời.
Và cũng xin được kính mời hai ông sẽ cùng dành tặng cho nhau một cái bắt tay thật thân mật để thắt chặt mối tình thông gia kể từ ngày hôm nay ạ. Xin mời ạ. Xin cảm ơn hai ông trưởng đoàn. Đôi mắt em đây đã làm cho anh ngất ngây, nụ cười đắng mai cho lòng anh thêm đắm say. Cầu môi sớm mai gặp em và nhìn thấy nụ cười của em, anh mong muốn nắm đôi bàn tay. Có lẽ anh chẳng dám đâu, đôi tình yêu anh đã giấu vào tận đáy sâu trong lòng anh đã bấy lâu. Hãy nói một câu cho lòng anh thôi bớt u sầu, dẫu phải đợi lâu anh vẫn chờ em, người ơi có thấu. Em có người yêu chưa, em chớ đừng dây dưa, hãy nói thật nghe chưa, anh không muốn phải bị lừa. Người đùa vui cùng ai anh thấy nhói tim, đừng làm anh phải tương tư cả đêm. Tội nghiệp anh biết không, ngày nào anh cũng mong một ngày mưa bão xong em sẽ lấy anh làm chồng. Thật lòng anh chỉ yêu riêng có mỗi em, dành tặng em bài ca anh viết lên. Em có người yêu chưa?
nhảy múa hát ca, trèo lên sân khấu anh nhảy cha cha cha. Bà con xâm diện qua xa lang hôm nay, úi giời hai ba chục lon anh chơi tất tay. Vì anh thương em từ thuở lên mười, ngày mùa hôm nào thèn thùng nhìn em cười. Ngược chiều dòng sông xưa còn thấy hình bóng cô nàng, tuổi xuân thì mơ mơ mộng còn đang gió giang. Em sinh ra là để cho cha yêu thương, là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dẫn dương tình yêu của anh. Sao em cứ ông xa em, sao em gọi em để dành, nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Em sinh ra là để cho cha yêu thương, là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dẫn dương tình yêu của anh. Sao em cứ ông xa em, sao em gọi em để dành, nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Nàng vẫn còn là thiếu nữ thường ngủ từ chiều cho tới mai. Nên còn nhiều thứ mà em chưa ném, sao em đã cưới ai nhớ không, cái hồi hôm bữa còn kêu ca chán bao tháng chồng tao chỉ biết điên qua. Vậy mà hôm nay em đã xa vào lưỡi u mê mất rồi bởi ta đại thiếu gia. Thôi thêm anh nơi đây đành sống tên, xuôi qua bao không gian tìm bóng em. Anh luôn luôn yêu em từ mọi vũ trụ thực tại, anh đã đó là chồng em. Ta bên nhau trăm năm bạc mái đầu, sau kiếp anh điên phải dài lâu, phải dài lâu. Dừng lại nơi đây em bên ai khắp anh chẳng xa. Em sinh ra là để cho che, yêu thương là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dẫn như tình yêu của anh. Trao em từ ông xa em, trao em gọi em để dành, nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Em sinh ra là để cho che, yêu thương là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dẫn như tình yêu của anh. Trao em từ ông xa em, trao em gọi em để dành, nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Còn gì mà tính em ơi, thôi lên kiều quá với anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Còn ông tư làng bên đã kết hôn kìa, em ok là anh sẽ rước em về. Mình thừa ba má tính cái chuyện đầu cao, một lòng son sắc nguyện trọn đời mình bên nhau. Em xinh tươi hồn như lứa tuổi trăng tròn, anh 25 tuổi xuân cũng đã hao mòn. Bảo phong ba chẳng lo ta sát dai gầy, thật tha chất phát đầm tình chàng trai quê. Còn gì mà tính em ơi, thôi lên kiều quá với anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng lại cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Em xinh tươi hồn như lứa tuổi trăng tròn, anh 25 tuổi xuân cũng đã hao mòn. Bảo phong ba chẳng lo ta sát dai kề, thật tha chất phác đầm tình chàng trai quê. Còn gì mà tính em ơi, thôi lên kiều quá với anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng lại cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Đồi xanh bát ngát nghiêng bình, quê hương em còn hoa thơm ngát hương tình. Xe tôi duyên thành đôi hai đứa chúng mình, mang kiều hoa anh tới như đưa. Xin kính chào quý vị và chào đón tới sự hiện diện yêu mến và đông đủ của quý vị khách quý. Chúng ta đang hiện hữu trong một không gian cưới vô cùng sang trọng và tuyệt vời của gia đình họ nhà trai, để cùng với chúng tôi tham dự một sự kiện vô cùng trọng đại, đó là lễ thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Hồng Quân sánh duyên cùng với cô dâu xinh đẹp Phương Thúy. Và có lẽ rằng những lời nói đầu tiên thì cho phép Minh Hải đến từ đơn vị tổ chức sự kiện Vũ Được
sẽ được thay lời cho hai bên gia đình thông gia cùng với cô dâu chú rể gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Thưa quý vị thân mến, hãy đồng ý với chúng tôi một điều rằng trong vô vàn những món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta thì tình yêu chính là món quà vô giá nhất. Bởi nhờ có tình yêu mà chúng ta muốn xích lại gần nhau hơn. Khi hai trái tim đã chung một nhịp đập, khi hai tâm hồn đã hòa quyện và đồng điệu với nhau, và khi hai con người cũng đã trở thành hai nửa không thể tách rời, thì họ sẽ nắm tay nhau đi đến cái đích cuối cùng của tình yêu, mà đó chúng tôi gọi là hôn nhân. Đã trải qua một thời gian dài quen biết, tìm hiểu và đem lòng yêu thương nhau, thì chú rể Hồng Quân, cô dâu Phương Thúy, họ đã cảm nhận được rằng mỗi người chính là một nửa của riêng nhau. Và đám cưới hôm nay cũng chính là để minh chứng cho tình yêu đẹp đó. Và ngay lúc này xin được trân trọng kính mời các mọ, các bà, các vị quan khách sẽ cùng tiếp tục xơi trà, xơi nước. Và cảm với quý vị sẽ tạm ngưng trong giây lát, giúp chúng tôi vang lên một tràng vỗ tay thật lớn đi cùng chào đón lên sân khấu sự hiện diện của chú rể Hồng Quân và cô dâu xinh đẹp Phương Thúy. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, đang tay trong tay, vai kể vai di chuyển đến khu vực sân khấu, đó chính là hai nhân vật chính của chúng ta, Hồng Quân và Phương Thúy. Với những bước đi chung đầu tiên trên đường đời thật vững vàng và tự tin, bởi họ luôn thấu hiểu được rằng tình yêu luôn mang đến cho chúng ta một sức mạnh diệu kỳ, một phép màu có thật giữa cuộc sống muôn màu này. Thưa quý vị, và trên sân khấu lúc này đây, nơi trang trọng và hạnh phúc nhất chính là sự hiện diện của hai nhân vật chính, những người đã cho chúng ta lý do để có mặt tại khán phòng cưới của gia đình chúng tôi trong ngày vui trọng đại hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện rạng ngời của chú rể Hồng Quân và cô dâu xinh đẹp Phương Thúy. Xin phép được ra mắt và cúi chào cảm ơn tới quý vị khách quý. Quý vị ơi, cô dâu chú rể có xứng đáng được nhận một tràng vỗ tay thật lớn của chúng ta không ạ? Xin được cảm ơn quý vị. Thưa các mọ, công các bà, thưa quý vị khách quý của hai bên gia đình, và để cho đôi tân lang và tân giai nhân của chúng ta có được ngày vui trọn vẹn như hôm nay thì chúng ta không thể không nhắc đến, đó chính là những người đã trèo lái cho con thuyền tình yêu của cô dâu chú rể cập đến bến bờ của hạnh phúc. Và chúng tôi đang muốn nhắc đến đó chính là hai ông trưởng đoàn sẽ đại diện cho nhà trai và đại diện cho nhà gái sẽ có những ý kiến phát biểu trao dâu và nhận dâu kết tình thông gia. Và chúng ta sẽ cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón lên sân khấu sự hiện diện của hai ông trưởng đoàn. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, và trên sân khấu ngay lúc này đó chính là hình ảnh rạng ngời của hai nhân vật chính, chú rể Hồng Quân, cô dâu Phương Thúy. Và cùng với đó là sự hiện diện của hai ông trưởng đoàn đại diện cho nhà trai và đại diện cho nhà gái. Kính thưa quý vị, đã trải qua những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời thì đôi trái tim trẻ Hồng Quân, Phương Thúy họ cũng đã gặp gỡ và đem lòng yêu thương nhau. Tình yêu cứ đến lớn dần được sự quan tâm nhất trí của hai bên gia đình và đặc biệt là sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương sở tại thị trấn Thổ Tang. Ngày hôm nay ngày 19 tháng 6 năm 2023 và nhằm ngày mùng 2 tháng 5 năm Quý Mão chính là ngày lành tháng tốt mà hai bên gia đình nhà trai nhà gái đã lựa chọn để tiến hành tổ chức buổi lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Và ngay lúc này trong khoảnh khắc thật thiêng liêng, ban tổ chức sẽ được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Hồng Quân sánh duyên cùng với cô dâu xinh đẹp Phương Thúy sẽ được chính thức bắt đầu bằng một tràng vỗ tay lớn của tất cả chúng ta. Xin được chân thành cảm ơn những tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị và đặc biệt là cảm ơn những màn bắn pháo sáng của đơn vị tổ chức sự kiện Vũ Được đã nâng bước cho tình yêu của Hồng Quân và Phương Thúy. Và cũng xin được kính thưa tới các mọ, cùng các bà, thưa quý vị quan khách của hai bên gia đình. Theo đúng như phong tục tập quán của địa phương cũng như là phong tục cưới hỏi truyền thống của thị trấn Thổ Tang, để mở đầu cho buổi lễ thành hôn hôm nay, ngay lúc này ban tổ chức sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho gia đình họ nhà gái,
ông sẽ thay mặt cho tất cả các mọ, các bà gia đình họ nhà gái sẽ có những ý kiến phát biểu trao dâu. Xin mời ạ. Vâng, kính thưa toàn thể các mọ, các ông, các bà, bên bè, nội ngoại, bốn họ hai bên. Qua sự tìm hiểu của cháu Phương Thúy và cháu Hồng Quân, được sự nhất trí của ông bà Mạnh Nga và ông bà Vê Mai, cho phép hai cháu được tìm hiểu, cũng được chín mùi. Hai ông bà đã chọn ngày lành tháng tốt và xin phép tất cả các mọ, các bà, ông bà, bên bè nội ngoại của hai bên nhất trí để tìm ngày lành tháng tốt, ngày đẹp để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Lần đầu tiên cho phép tôi được giới thiệu có tất cả các mọ, các ông, các bà, bên bè nội ngoại, bà con nối xóm, bạn hữu xa gần của ông bà Mạnh Nga và anh chị em của cô dâu Phương Thúy. Tôi là trưởng đoàn của họ nhà gái và tất cả các mọ, các ông bà đưa cháu Phương Thúy về để khán trường nhà trai để làm lễ thành hôn cho hai cháu. Tuy hai cháu tuổi vẫn còn nhỏ và xin phép các mọ, các ông bà bên bè nội ngoại của họ nhà giai, cái nhất là tôi đưa cháu về làm vợ của cháu Hồng Quân và con dâu của ông bà Mai Vê và con cháu của gia đình họ Nguyễn của các mọ. Cháu vẫn còn trẻ, người non dạ, chưa biết trên đường đời. Tôi xin phép các mọ, các ông bà chăm sóc cho cháu đi trên con đường đời được vững chắc và để cháu là dâu hiền và cháu Hồng Quân là rể thảo trong gia tộc chúng tôi. Không biết nói gì hơn, tôi kính chúc toàn thể hai họ có nhiều những niềm vui như ngày hôm nay. Tôi xin hết. Thưa quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã đến với những ý kiến phát biểu trao dâu của vị đại diện cho gia đình họ nhà gái. Với những ý kiến phát biểu tuy không ngắn, không dài nhưng đầy đủ ý nghĩa, đã đầy đủ cảm tạ tới các mọ, các bà gia đình họ nhà trai. Thay lời cho ban tổ chức cùng với cô dâu chú rể, xin được kính chúc ông cùng gia đình rất thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Và xin quý vị chúng ta sẽ cùng vang lên một tràng vỗ tay lớn hơn nữa để cảm ơn lời phát biểu trao dâu của gia đình nhà gái á. Cảm ơn quý vị. Người Việt Nam của chúng ta thì có một quan niệm thật đúng đắn, có đón, có đưa và có trao thì sẽ có nhận. Vừa rồi chúng ta đã đến với những ý kiến phát biểu trao dâu và để đáp lại những tình cảm thân thương đó tới từ phía gia đình họ nhà gái. Ngay sau đây, ban tổ chức sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho họ tộc nhà trai sẽ có những ý kiến phát biểu trước là để cảm tạ tới các mọ, công các bà và sau đó là chính thức nhận cô dâu xinh đẹp Phương Thúy về làm dâu con của gia đình họ nhà trai. Xin được trân trọng, kính mời. Vâng, lời đầu tiên, thay mặt cho phái đoàn nhà trai, cho tôi gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể quan viên hai họ. Kính thưa các mọ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, cậu mợ và quý quan khách gần xa, thưa các bạn thanh niên nam nữ, kính thưa toàn thể quan viên hai họ. Hôm nay là ngày vui, là ngày trăm năm hạnh phúc của hai cháu, cháu Hồng Quân và cháu Phương Thúy. Hai cháu lớn lên và đã trưởng thành. Qua một thời gian tìm hiểu, hai cháu đã đi vào thống nhất, tâm đồng ý hợp và được sự nhất trí của hai bên gia đình, cũng như được sự cho phép của chính quyền địa phương và được sự thống nhất của quan viên hai họ. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình, hai dòng họ long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu. Buổi chiều ngày hôm nay, tôi đại diện cùng phái đoàn nhà trai đi đón cháu, gồm có các mọ, các ông, các bà bên nội, bên ngoài đón cháu về để làm lễ thành hôn cho hai cháu và phái đoàn nhà gái đưa cháu về đây để làm dâu con gia đình chúng tôi. Có đón thì lại có đưa, có giao thì lại có nhận.
Hôm nay tôi thay mặt cho gia đình nhà ông bà Mai Vê xin nhận cháu Phương Thúy chính thức từ giờ phút này làm dâu con gia đình nhà chúng tôi, và cháu Hồng Quân làm rể thảo gia đình nhà các ngọ họ thân. Một lần nữa tôi không biết nói gì hơn, thay mặt cho gia đình họ nhà trai xin cảm ơn tất cả đến toàn thể các mọ, các ông, các bà cùng toàn thể quan viên hai họ đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình để đưa cháu Phương Thúy về đây để làm dâu con gia đình chúng tôi. Một lần nữa tôi xin thay mặt cho gia đình xin cảm ơn và chúc các mọ cùng toàn thể hồi hôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã đến với những ý kiến phát biểu trao dâu và nhận dâu kết tình thông gia của hai ông trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình. Nhà gái cũng đã về đây để giao con giao cháu làm dâu bên này. Nhà trai thì cũng đã trình bày để chúc cho hai họ từ nay một nhà. Và để thắt chặt mối tình thông gia thì ngay sau đây xin được trân trọng kính mời hai ông trưởng đoàn sẽ cùng tiến lên trước một bước, dành tặng cho nhau một cái bắt tay thật thân mật để gắn kết mối tình thông gia hai nhà như một kể từ ngày hôm nay. Xin mời. Và chúng ta sẽ cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc ạ. Xin được cảm ơn hai ông trưởng đoàn. Thưa quý vị, và người xưa của chúng ta thì cũng đã từng nói là phi cổ thì bất thành kim, không cha không mẹ lấy nơi đâu sinh thành. Ngày hạnh phúc biết ơn cha mẹ và thắp nén hương trầm để tưởng nhớ gia tiên. Và sau khi được sự đồng ý nhất trí của hai bên gia đình, ngay lúc này ban tổ chức xin được trân trọng kính nhờ hai ông trưởng đoàn đại diện cho nhà trai nhà gái xin hướng dẫn cô dâu chú rể di chuyển vào phía nhà trong để làm lễ gia tiên, kinh báo tổ đường. Xin mời. Và cũng xin được kính thưa tới tất cả các mọ, con các bà, thưa quý vị khách quý của hai bên gia đình. Vừa rồi thì đôi tân lang và tân giai nhân của chúng ta họ cũng đã làm lễ gia tiên, và đặc biệt là cũng đã đi mời nước mời trà để cảm ơn tới sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị. Thưa quý vị thân mến, trong thế giới mà chúng ta đang sống thì không có màu sắc nào lại đẹp rực rỡ bằng sắc màu của tình yêu. Không có âm thanh nào lại ngọt ngào và lãng mạn bằng thanh âm của tình yêu. Chỉ có khi yêu thì chúng ta mới cảm nhận được hết những giá trị tươi đẹp mà cuộc sống này đã mang lại cho chúng ta. Vừa ngày hôm nay, mối lương duyên của chú rể Hồng Quân và cô dâu xinh đẹp Phương Thúy chính là một lý do không thể tuyệt vời hơn để tất cả chúng ta có mặt tại đây cùng với những ánh mắt và những nụ cười thật thân thương để dành tặng những lời chúc tốt đẹp nhất cho đôi bạn trẻ. Và ngay lúc này, một lần nữa rất là mong muốn sẽ được đón nhận một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị để cùng chào đón quay trở lại sân khấu sự hiện diện của cô dâu xinh đẹp Phương Thúy, chú rể Hồng Quân. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, đang tay trong tay, vai kể vai di chuyển đến khu vực sân khấu, đó chính là Hồng Quân và Phương Thúy, những người đã được chúng ta yêu mến thật nhiều trong suốt biết bao nhiêu năm qua. Xin được chào đón cô dâu chú rể bằng một tràng vỗ tay lớn hơn nữa của tất cả quý vị ạ. Thưa quý vị thân mến, và chúng tôi nghĩ rằng ngày vui, ngày hạnh phúc hôm nay của đôi bạn trẻ sẽ chưa thực sự được trọn vẹn khi thiếu đi hình ảnh của những người cha, những người mẹ đáng kính, những người đã tần tảo sớm môn nuôi hai con khôn lớn trưởng thành yên bề gia tất. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời tiến về khu vực sân khấu về phía gia đình nhà trai là bố mẹ của chú rể Hồng Quân, và về phía gia đình họ nhà gái xin được kính mời bố mẹ của cô dâu Phương Thúy. Xin được trân trọng kính mời hai ông bà, công bà thông gia sẽ rời vị trí danh dự của mình một chút, tiến về khu vực sân khấu để chung vui chúc mừng hạnh phúc cho hai con thân yêu của mình. Và chúng ta sẽ cùng chào đón bố mẹ chú rể và bố mẹ cô dâu lên sân khấu bằng một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị. Xin được trân trọng kính mời đại diện của hai bên gia đình nhà trai nhà gái. Ngày hôm nay khi được nhìn thấy hai con của mình khôn lớn trưởng thành thì chắc hẳn những người cha, những người mẹ của cô dâu chú rể họ đã cảm thấy vô cùng tự hào và hãnh diện. Xin được chào đón hai bên gia đình thông gia. Thưa quý vị, và chúng tôi nghĩ rằng ngày vui, ngày hạnh phúc hôm nay của hai bạn đã thực sự được trọn vẹn rồi. Khi trên sân khấu lúc này là sự hiện diện của Hồng Quân, Phương Thúy, và cùng với đó là những người cha, những người mẹ vô cùng đáng kính của cô dâu chú rể.
Về phía gia đình họ nhà trai, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Văn V, bà Nguyễn Thị Mai, là những người cha, những người mẹ đáng kính của chú rể Hồng Quân. Xin phép được ra mắt và cúi chào cảm ơn tới quý vị, khách quý. Về phía gia đình họ nhà gái, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Thân Văn Mạnh, bà Nguyễn Thị Mai, là bố mẹ của cô dâu xinh đẹp Phương Thúy, cũng xin phép được ra mắt và cúi chào cảm ơn đến quý vị khách quý ạ. Và cũng xin được kính đưa tất cả các ngọ công các bà, thưa quý vị quan khách của hai bên gia đình, trong giờ phút thiêng liêng và trang trọng này, ngay lúc này xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mọi tầm nhìn của mình lên khung vực sân khấu để cùng đến với những lời phát biểu, những lời chia sẻ và đặc biệt là những lời cảm ơn của chú rể Hồng Quân. Xin mời. Cho cháu xin phép được thay mặt bố mẹ cháu là ông bà Mai Vê là gửi lời đầu tiên là lời chúc sức khỏe, sau đó là lời cảm ơn đến tất cả mọi người, các ông, các bà, các bác, các bá, các chú, gì cậu mợ, anh chị em và bạn bè đã có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay để cho cháu và vợ chồng cháu được diễn ra thành tốt đẹp. Cháu xin thay mặt bố mẹ cháu, cháu xin thay mặt gia đình cháu được xin chân thành cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn cô dâu chú rể. Và thưa quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã đến với những lời chia sẻ, những lời cảm tạ của chú rể Hồng Quân đã đại diện cho gia đình. Cảm ơn quý vị đã có mặt tại đây để chúc mừng hạnh phúc. Và một lần nữa chúng ta có thể dành một tràng vỗ tay thật lớn cho Hồng Quân được không ạ? Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay sau đây, những khoảnh khắc thiêng liêng, những giây phút ý nghĩa nhất trong cuộc đời của họ đã tới. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng tầm nhìn của mình lên khu vực sân khấu để chứng kiến câu chuyện tình yêu đó. Và hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi sẽ giới thiệu với tất cả quý vị ngay sau đây, đó là hình ảnh của cặp nhẫn cưới ý nghĩa và thiêng liêng. Chúng tôi tin chắc rằng Hồng Quân và Phương Thúy cũng đã sẵn sàng để trao nhẫn cưới cho nhau rồi. Và không còn chần chờ gì nữa, xin mời hai em sẽ cùng tiến lên trước hai bước để thực hiện nghi thức trao nhẫn cưới. Xin mời. Thưa quý vị, từ ngàn xưa cho đến mãi mãi về sau, ý nghĩa của cặp nhẫn cưới không bao giờ thay đổi. Nó tượng trưng cho một người chồng mẫu mực, một người vợ thủy chung, và tượng trưng cho tình yêu của Hồng Quân và Phương Thúy không có điểm bắt đầu và không có điểm kết thúc, với một ý nghĩa nói lên rằng kể từ ngày hôm nay, Hồng Quân và Phương Thúy của chúng ta, họ đã chính thức nên duyên vợ chồng. Thưa quý vị, xin một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc ạ. Những giai điệu của âm nhạc, những khúc bậc của tình yêu đã nâng bước cho tình yêu của Hồng Quân và Phương Thúy trong ngày trọng đại hôm nay. Xin được cảm ơn hai em, cảm ơn cô dâu chú rể, và xin mời cô dâu chú rể sẽ đưa cặp nhẫn cưới của mình lên ạ, để ghi lên những khoảnh khắc thật đẹp trong ngày trọng đại hôm nay. Anh ơi, yêu em rất nhiều. Chú rể nói rằng là yêu cô dâu rất nhiều. Và bây giờ thì mấy ông bạn của chú rể phía dưới đang hô rất to. Còn cái này thì anh không ép nhá, tùy nhá. Quý vị có đồng ý là cô dâu chú rể dành tặng cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào không ạ? Đấy, thì tất cả đã đồng ý rồi thì anh cũng không ép đâu. Còn nhẫn thì đã trao tay rồi, chú rể hoàn toàn có thể trao cho vợ của mình một nụ hôn nếu muốn. Có đồng ý không ạ? Và quý vị nếu đồng ý xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn cho cô dâu chú rể ạ. Rồi, và ngay sau đây xin mời Hồng Quân. 1, 2, 3. Đấy, làm rất nhanh và thuần thục, chứ tỏ là hôn cô dâu rất nhiều rồi. Bắt tay Hồng Quân, bắt tay Phương Thúy, cảm ơn hai bạn. Ngày hôm nay thì anh rất vui và sẽ là hạnh phúc khi là người kết nối câu chuyện tình yêu của hai em. Và xin được chúc cho hai em hạnh phúc trọn đời bên nhau. Cảm ơn cô dâu chú rể nhá. Thưa quý vị, nếu đủ nắng thì hoa sẽ nở, đủ gió thì trong chóng sẽ quay, và đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ đong đầy. Và một việc làm đầu tiên mà cô dâu chú rể họ sẽ cùng nhau thực hiện khi về sống chung dưới một mái ấm gia đình, đó chính là cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau cắt bánh cưới. Và ngay sau đây xin mời Hồng Quân và Phương Thúy sẽ cùng tiến đến với thăm bánh tình yêu để cùng chia sẻ những ngọt ngào trong hạnh phúc của lứa đôi qua những tầng bánh cưới. Xin mời ạ. Muối đã mặn thì ngàn năm vẫn mặn, gừng đã cay thì buôn thuở mãi còn cay. Và ngay lúc này trên sân khấu thì Hồng Quân và Phương Thúy họ đang tay trong tay, vai kề vai để cùng chia sẻ những ngọt ngào trong hạnh phúc lứa đôi. Và chắc chắn cô dâu chú rể của chúng ta họ sẽ có một
tương lai tươi sáng. Và lâu lắm rồi chúng tôi chưa được nghe một tràng vỗ tay đồng thanh thật lớn của quý vị ạ. Xin được cảm ơn và chúc mừng hạnh phúc. Và tiếp theo xin mời hai bạn sẽ cùng di chuyển đến với tháp ly tình yêu để cùng nhau khơi nguồn yêu thương, khơi nguồn một cuộc sống mới. Xin mời ạ. Thưa quý vị thân mến, người ta vẫn từng nói rằng hạnh phúc thì không bao giờ là đích đến cả, mà đó chính là cuộc hành trình mà chúng ta đang đi. Ở đó có sự yêu thương, sự sẻ chia và còn có cả những sự bao dung nữa. Đã cùng với nhau trải qua rất nhiều những khó khăn, những thử thách trong tình yêu và trong cuộc sống. Thì ngày hôm nay, Hồng Quân và Phương Thúy, họ đã về sống chung dưới một mái ấm gia đình của tình chồng và nghĩa vợ. Và ngay lúc này xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể xin cùng tay trong tay để dọn lên hấp đi hạnh phúc. Hỡi đất thần của tình yêu bất diệt, người hãy ban phép nhiệm màu và chứng giám cho tình yêu này của Hồng Quân và Phương Thúy, cùng với những giai điệu của âm nhạc, những cung bậc của tình yêu và những men say của hạnh phúc đã được nâng bước cho tình yêu của cô dâu chú rể. Xin được chúc mừng hạnh phúc. Và tiếp theo xin mời chú rể sẽ khui chai rượu thứ hai. Hôn nhân thì không phải là nơi con thuyền tình cập bến, mà hôn nhân chính là nơi khi hai người yêu nhau, họ sẽ quyết định nắm tay để giăng cuồng vượt sóng ra khơi. Và ngay lúc này thì chúng ta đang được chứng kiến hình ảnh của con thuyền ấy đã được chèo lái bởi tình yêu của Hồng Quân và Phương Thúy. Và thưa quý vị thân mến, để cho ngày vui, ngày hạnh phúc hôm nay của cô dâu chú rể được hạnh phúc trọn vẹn hơn, thì ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai ông trưởng đoàn đại diện cho nhà trai và nhà gái. Xin mời hai ông một lần nữa sẽ rời vị trí danh dự của mình đến với khu vực sân khấu để đón nhận những ly rượu cảm tạ của cô dâu chú rể ạ. Xin được trân trọng kính mời hai ông trưởng đoàn đại diện cho nhà trai và nhà gái ạ. Sẽ cùng cạn ly ạ. Và xin mời cô dâu chú rể sẽ đan chéo tay nhau để uống ly rượu giao bôi, nối với nhau lời thề non hẹn biển. Và xin mời quý vị sẽ cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc ạ. Và kể từ ngày hôm nay thì gia đình nhà trai sẽ có một nàng dâu hiền, gia đình Ngọc nhà gái sẽ chào đón một tràng dề thảo. Chúc mối tình thông gia của hai bên gia đình ngày càng thắm mái ạ. Xin cảm ơn và chúc mừng hạnh phúc. Và mời đại gia đình sẽ nán lại sân khấu một chút để chụp một tấm hình kỷ niệm cùng với cô dâu chú rể ạ. Và kể từ ngày hôm nay thì hai bên gia đình nhà trai nhà gái chúng ta đã chính thức là một, để cùng chung con và sau này sẽ là chung cháu để vun vén cho tình yêu của Hồng Quân và Phương Thúy. Đến giờ rồi, xin phép các ngọ, các ông bà cho phép đoàn chúng tôi được rời chiếc ghế danh dự của hội trường lễ thành hôn của nhà trai để về thông báo với các mọ, các ông bà của chúng tôi ở tại nhà ông bà Mạnh Nga. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa các mọ, các ông, các bà, hôm nay tôi thay mặt cho phái đoàn nhà trai xin cảm ơn phái đoàn nhà gái đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình để đưa cháu Phương Thúy về đây để làm dâu, làm con gia đình chúng tôi. Một lần nữa tôi không nói gì hơn, xin chúc cho các mọ mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Xin kính chào. Thưa quý vị thân mến, và với những ý kiến phát biểu của hai ông trưởng đoàn đại diện cho nhà trai, nhà gái, buổi lễ thành hôn của chú rể Hồng Quân và cô dâu Phương Thúy được tổ chức long trọng tại gắn phòng cưới của gia đình chúng tôi cũng đã được diễn ra một cách thành công tốt đẹp. Thay lời cho ban tổ chức và gia đình nhà trai xin được gửi lời cảm ơn tới các mọ, con, các bà, các vị khách quý đã bớt rất nhiều thời gian ý nghĩa của mình đã tới tham dự buổi lễ hôm nay. Chúc quý vị cùng với gia đình luôn thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Chúc cô dâu chú rể hạnh phúc cho đời bên nhau và chúc phái đoàn họ nhà gái trên đường ra về thượng lộ bình an. Lời cảm ơn hôm nay tôi thay mặt cho gia đình nhà ông bà Mai Vê xin chân thành cảm ơn đến toàn thể các mọ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị và các cháu trong phố và ngoài phố, phố Rồng Vàng và phố Hàm Rồng đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình đến đây để chung vui cùng với gia đình chúng tôi.
sau là giúp gia đình chúng tôi trong mấy ngày việc trăm năm hạnh phúc của hai cháu. Có điều gì sơ suất, xin các mọ cũng được lượng thứ. Thay mặt gia đình nhà ông bà Mai Vê, xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ cũng đã đến giờ sinh hoạt, tôi xin thay mặt gia đình xin trân trọng kính mời đến toàn thể các mọ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị uống rượu để mừng cho gia đình và hai con chúng tôi. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Mây đen răng kín lối nhôi lòng tuyệt hoa, bao năm qua lại nỡ dân ta người là. Anh chẳng thể nào nghĩ ra sao em đã quên tình ta, đã hương trọn kiếp chẳng rời xa. Em đã quay vội đi, lệ của em ý anh dưng dưng. Đừng sao đôi dòng lệ kỳ quá đau vì đậm sâu. Ngóng nhìn người đi, đâu đến tán thần nghiệt lý. Trên bến sông chiều ta, thuyền hoa đưa em rời xa. Làm sao anh có thể quên đi hết tháng năm ta có nhau mặn nồng. Trọn đời này chỉ thương một hình bóng. Người đã trao anh tấm thiệp hồng, ngần ngùi này trốn đi bao hy vọng. Tôi dằn lòng phải quên con chi mà mong. Bên mới mong em đừng nhiều em mắc, bên sân xưa chỉ có anh lặng thầm. Cầm thiệp hồng mà sao như sẽ lòng. Dòng đời chia đôi lần duyên hai ta, chiều ta